Chào mừng các bạn đến với trung tâm huấn luyện chó Thiết Quyền. Đến đây các bé sẽ được học trong môi trường rất là rộng rãi, 4.000 mét vuông và được chia theo các khu vực khác nhau. Chào anh. Chào em. Thăm bé anh. Hôm nay lên cuối tuần rảnh rỗi anh đi thăm bé nè. Xong rồi tí nữa trở về. Bé sao? Nặng tay luôn á. Thiệt, hồi xưa lúc mà đưa lên đây lo lắm, bồng xương sườn không à. Bây giờ thì thịt không là thịt, chắc nịch. Ở đây em luyện thể lực cho bé mỗi ngày. Đúng rồi, cho bé, nói chung là bên em thì cho bé nó chạy thoải mái. Là chơi đùa với các bé nên nó chạy 24/24 thì có giờ ngủ thôi. Là nó ngủ với bọn em, còn không thì nó đi chơi với mấy bạn, nên nó khỏe lắm. Cái vấn đề sạch sẽ thì mình lo được, còn quan trọng nhất là cái anh hài lòng nhất là cái thể lực. Ở trên Sài Gòn thì một tuần anh chỉ cho nó chạy bộ được một lần, tại vì ở trên đó điều kiện diện tích chạy nhảy vui chơi cho nó không có. Nên là xuống đây nè, nhìn thấy rộng rãi là mừng, chạy nhảy tha hồ. Bây giờ người chắc nịch, chắc cú, chuột, cơ bắp tùm lum nè, bồng nặng tay luôn. Hồi xưa làm gì có. Mà vui nhất một cái nữa là không có kén ăn nữa. Hồi xưa đúng đồ ăn mới ăn, đúng thích mới ăn. Bây giờ thì ăn hạt được vô tư, mình thích nhất cái điều đó đó. Anh có hài lòng về cái thái độ làm việc của huấn luyện viên? Có, anh rất là hài lòng luôn. Anh hài lòng nhất là cái mà khi mà anh chỉ cần yêu cầu là xin ảnh với clip của bé, tại vì ở nhà nhớ mà, là ngay lập tức luôn là có. Hoặc là chậm nhất là khoảng vài phút sau là có. Đây, thấy bé đi vệ sinh được hay. Đúng rồi đó, nói mới nhớ. Ở nhà thì lung tung lắm, tùy hứng. Nói chung là nó có một cái sân cho nó thì nó đi, nhưng mà nó không bao giờ nó đi đúng chỗ. Anh hài lòng trung tâm rồi, anh lên mà có ý vậy là bên em vui lắm. Ok. Còn mà có vấn đề gì, khúc mắc, có vấn đề gì mà anh cần giải quyết thì cứ liên lạc với trung tâm. Rồi. Có huấn luyện viên trực tiếp. Cái thời gian làm việc của huấn luyện viên thì không nói được, nhưng mà khi giờ nghỉ ngơi, anh cứ đề cập lên là huấn luyện viên đó, huấn luyện viên sẽ trả lời anh. Ok em, anh sẽ lưu ý. Rồi, cảm ơn em. Đây là khu cho các bé lớn ở. Đến với chúng tôi, trung tâm huấn luyện chó cảnh chó nghiệp vụ Thiên Quyền, nơi uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh, nơi đảm bảo an toàn, chất lượng, nơi có nhiều huấn luyện viên, có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Hãy yên tâm và gửi các bé tới đây cho chúng tôi. Xin cảm ơn.